Wow. Hình này em vẽ đó hả em trai? Dạ em vẽ chị. Đẹp thế. Em vẽ bằng gì đó? Dạ em vẽ bằng màu. Ý chị là màu gì á? Dạ màu vẽ chị. Thì ra là màu vẽ. À mà em cho chị hỏi nè, em có nhận vẽ không? Dạ có chứ chị. Mà chị muốn vẽ kiểu gì? Chị muốn vẽ họ đó. Mà em chứ họ. Ha ha ha!